là cánh phương nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói người cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan. Nay em gửi ra tới chiến trường mang chút tình áo phương thương mến. Ôi độc lá tư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi kia trong lòng chơi vơi. Xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến hương nồng ấm để đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió xa trường âu yếm gửi tình đi muôn nơi. Nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ kính yêu bài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Bye.
lại lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai.